Đây, quay cái con này cho anh Hải này. Anh em quay cho anh em coi luôn nha. Con này là nó giá nó anh em 3,5 triệu nha. Hát ok nha. Nhưng mà hôm bữa là nó có cái dây mà nó bị đứt cái dây rồi anh em ơi, gì mà phải câu lại nha. Video test thì có nha anh em, cái dây này bị đứt này. Con này là của Đông Đức nha anh em. Đây, còn con là bán luôn anh em ơi. Bán rẻ luôn này, 3,5 triệu nha. Tiếng là ngon lành nha anh em. FM đầy đủ. Con này FM nó 1,4 nha, rất là 1,4 nha anh em. Con dưới là 3 triệu, anh em chơi mình test luôn nha. Mà nó gỗ sơn mài nè. Sơn mài nha, ngang này. 60 nha anh em. 60 nha, máy viền là bằng đồng này. Rồi ok cho anh em. Đây còn mấy con trong đây này, nên sáng này quay đèn không nha anh em. Mấy con xa hết rồi. Con đây cũng 3 triệu luôn nè. Con đây 3,5 luôn nha. Con này tiếng cũng to lắm này, next comment này. Đó. Giá này là test cho anh em nha, chứ không phải giá mù nha. Ok chưa anh em? 3 triệu hết nha. Con này cũng 3 triệu luôn này, con này có cassette này. Con này có đài luôn này, mâm thang, mà mâm thang thì mất kim nha. Lo cũng nhiều nha anh em. Đây, còn con đèn nữa đó. Nhỏ. Đây, còn con đây này anh em. Con đây cũng đẹp, con này như cua Mỹ hay sao. Con này tính như này nhiều này, con này cũng gấu rồi này ha. Con này 4 triệu nha nè, 4 triệu. Con trên 3 triệu nha. Đó, quay máy cặp lo. Đây, cặp tuần giấy đây. Rồi, 1,5 triệu bán luôn nè em ơi. Giấy quýt đinh có phiểu nha. Sáng nay trời mấy con nè. Đây, con Sapa. Sapa CT này, con đây là xi men nha. Rồi, mấy con này là 2,5 triệu con. Còn đây 7 triệu này. Coi chưa? Đây còn Telefuken này. Woodin này. Còn đây dì dọn này nè. Còn đây cũng còn liên lạc đầy đủ này. Con này là 750 nha. Rồi còn đây 3 triệu luôn. Tại vì con này nó còn liên lạc nha nè. Rồi ok chưa? Mấy món thôi anh em ơi. Rồi. Cặp này 12 triệu nha. Bioner CS A700. Ra coi còn cái nào nữa. Con này 3,5 triệu luôn này. Telefuken 4525 nha. Con này radio mâm thang với âm ly, không có cassette thôi nha. Cặp này 4 triệu nha. Cặp này anh em làm monolock. Cặp này 1 triệu này. Foster. Còn cặp này 1,5 triệu luôn này anh em. Bán đại luôn rồi. Sanjo nha. Sanjo nhưng mà nó xuất Đức nha anh em. Coi chưa? Coi đây, đây còn mấy cái mâm thang nữa đây mà nó mất kim rồi nha. Mâm này như cái này của Philips này nè. Hai con Philips nha. Cũng có ấy. Này có đầu cầm luôn đấy nha. Nào qua nhà em đây, còn đây là mấy cái mâm thang luôn này. Mấy con này là size lớn nha, có công suất luôn. Ở đây mình có cái dàn Akai nè anh em, Akai nè, đây cặp lo của nó này. Còn nó là cái bộ nó là nem thớt dưới này tháo Akai nè, thấy chưa? CD, cassette, radio đầy đủ luôn đây này. Nó là hàng Đức về luôn, điện 22. Mình kiếm cái model cho anh em xem. EA750 nha. Em thấy không? 750 nha, đem lên Google nha, điện 22 luôn á. Akai. Rồi, ok anh em nha. Nên là chơi Zalo nha anh em, Zalo nha. Lên nhá chút xíu thôi chứ Zalo đồ nhiều nha anh em. Vô đó xem mà chơi được gì chơi nha.